Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết đam mỹ Đế Vương Công Lược. Tác giả Ngữ Tiếu Lan San qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Đế Vương Công Lược Tập 54 Một đêm này trôi qua cực kỳ yên tĩnh Ngày hôm sau Trong thôn làng mọi việc vẫn như cũ Khỏi bếp lượn lờ Cùng với tiếng cười tiếng nói Nguyệt La nhảy lên nóc nhà ngồi một trận Cảm thấy phiền lòng Muốn đi tìm đoạn mạch Nguyệt Còn chưa ra đến cửa thì lại đổi ý Xoay người chùm chăn ngủ Ai tới cũng không mở cửa ra Đoạn mạch Nguyệt hỏi Thật sự không muốn đi tìm nàng sao? A Trầm ngồi song sân mải đau, chỉ xem như không nghe thấy gì. Tới gần giờ tí, bờ biển quả nhiên nổi gió to. Kinh công của đoạn mạch nguyệt đã hồi phục được 5-6 phần, dễ dàng theo sát A Trầm ra khỏi căn nhà. Phía sau giải đá ngầm bên bờ biển đã giấu sẵn một chiếc thuyền nhỏ. A Trầm mở dây thừng, kéo đoạn mạch nguyệt lên thuyền. Hai người sốc rèm treo ở cửa khoang thuyền lên, nhưng đều bị kinh ngạc một chút nguyệt la ôm một bọc y phục nhỏ đang ngồi bên trong khoang thuyền ánh mắt u oán nhìn hai người đoàn mạch nguyệt nhướng mi nguyệt la nói hừm à a trầm nhức đầu cũng không nói gì nhưng đáy mắt không che giấu được vẻ mừng rỡ nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện yêu đương đoàn mạch nguyệt nói đi trước đã a à trầm gật đầu để đoạn mạch nguyệt và nguyệt la ngồi đàng hoàng trong khoang thuyền rồi cố sức chống mái chèo đẩy thuyền ra biển trong khoang thuyền một mảnh tối đen nguyệt la lấy ra một viên dạ minh châu dùng để chiếu sáng để nó vào trong cái hộp gỗ đoàn mạch nguyệt nói mang theo bên mình tất cả những thứ đáng giá và nữ trang xem ra người cũng đã hạ quyết tâm muốn đi theo rồi người là cái đồ lừa đảo nguyệt la cả giận nói ta đã tin tưởng ngươi như vậy kia mà ta đã lừa ngươi nhưng ta cũng giúp ngươi có được người trong lòng đoàn mạch nguyệt nói có đủ để bù lại hay không không đủ nguyệt la vỗ bản vậy cũng được đoàn mạch nguyệt nói người cứu vương gia của đại sở tương lai nhìn thấy hoàng thượng muốn được phong thưởng cái gì thì cứ việc mở miệng vương thành giang nam thục trung hoặc là đại lý người muốn tòa nhà ở đâu ta cũng sẽ mua cho ngươi hoàng thượng a à? nguyệt la bị rời đi lực chú ý ta nghe nói Hoàng thượng của đại sở lớn lên rất đẹp mắt. Đúng là rất đẹp mắt, đoàn mạch nguyệt nói. Nhưng không cho phép người muốn gả. Ta mới không thèm gả, ta phải gả cho A Trầm ca ca. Nguyệt là bữ môi. Hơn nữa, hoàng thượng nhất định rất hung dữ. Mấy ngày trước các người gặp được đội thuyền, người dẫn đầu trên đó có hung dữ không? Đoàn mạch Nguyệt hỏi. Người nói đại ca ca kia ư? Nguyệt là lắc đầu. Không hung dữ chút nào, Đại ca ca kia lớn lên thật là đẹp mắt Giọng nói cũng rất dễ nghe Hắn chính là hoàng thượng của đại sở Đoàn mạch Nguyệt nói Thật vậy sao Nguyệt La giật mình Đoàn mạch Nguyệt gật đầu Hoàng thượng tự mình tới tìm ngươi ư Nguyệt La vẫn chưa thể tin nổi Mình cư nhiên cứ như thế gặp được hoàng đế của đại sở Lại có chút ảo não Vì sao lúc đó không nhìn lâu hơn một chút Một lúc lâu sau Đột nhiên nhớ tới một việc nhưng hôm đó ta còn lôi kéo tay áo hắn Hỏi hắn chuyện về nương tử của ngươi Sẽ không có việc gì chứ Sắc mặt đoạn mạch nguyệt cứng đờ Hả Lúc đó ta nóng lòng muốn giúp ngươi hỏi rõ ràng một chút Xem thử nương tử mang thai của ngươi đã tái giá hay chưa Nguyệt La nói Sau đó hoàng thượng không nói chuyện Ta coi như nàng đã tái giá rồi Cảm thấy không đáng giá cho ngươi Giọng có hơi lớn chút Đoàn mạch Nguyệt đưa hai tay vịn vai nàng, hít sâu một hơi. Nương tử mang thai của ta. đúng vậy. Nguyệt la gật đầu. Ta còn nói ít nhất cũng phải chờ hải tử sinh ra đã, rồi hãng tái giá. rất là tức giận. nhưng nhìn vẻ mặt của hoàng thượng vẫn cực kỳ hiền hòa, còn đáp ứng ta sẽ an ủi người thật tốt. Nhưng người rốt cuộc có nương tử hay không á? A trầm ca nói người dối gạt ta. người là vương gia mà thật sự sẽ cưới một đầu bếp sao đoàn mạch nguyệt khóc không ra nước mắt người ta làm sao nguyệt la giải dặn hỏi ta nói sai gì rồi hả không có đoàn mạch nguyệt vô lực khoát khoát tay cô giữ bình tĩnh được rồi người để ta được yên tĩnh một canh giờ đi ồ nguyệt la đáp ứng một tiếng ngồi xuống đệm giường đoàn mạch nguyệt rất muốn ngửa mặt lên trời thở dài Thầm nghĩ nếu thật sự không còn cách nào khác thì cũng chỉ có thể tự nâng tay đánh lên ngực mình hai trường giả vờ trọng thương thổ huyết hy vọng có thể tránh được kiếp nạn này. Cạnh giải đá ngầm trên đảo nhỏ sở uyên đang ngồi ở đầu thuyền ngắm sao đoạn sao bưng một bát mì nóng hầm hập đi tới nói là vừa mới nấu xong ăn một chút lót bụng cũng có thể làm ấm người. Sau này cứ đi ngủ sớm đi sở uyên nói việc này giao cho đầu bếp làm là được rồi như vậy không được còn vài ngày nữa là ca ca trở về rồi thấy hoàng thượng gầy nhất định sẽ đau lòng đoạn giao nói trước khi đi diệp đại ca và a cách tỷ tỷ cũng dặn phải cho hoàng thượng ăn một ngày bốn bữa còn phải ăn thêm bánh điểm tâm sợ uyên buồn cười dùng đầu đũa gõ gõ sống mũi hắn đoạn giao cũng ngồi xuống bên cạnh sở uyên cùng nhau trò chuyện ngắm biển thuận tiện kín đáo khoe khoang những chiến tích năm xưa của ca ca đã ở Tây Nam Nam Trinh Bắc Chiến thế nào. Thậm chí còn dùng thơ ca cố ý sao chép ở chỗ ôn đại nhân nữa. Vô cùng cao cấp. Sợ uyên bị hắn làm cho đầu váng mắt hoa. Đút vào miệng hắn một miếng cá viên. Xin ngươi, để chậm được yên tĩnh một chút đi. Đoạn giao nghĩ, thật sự không thể nói tiếp sao? Miều cường 72 trại, mới nói được ba. Sợ uyên hút một ngụm nước mì cuối cùng, nhảy xuống mạn thuyền, trở về phòng ngủ đoạn da ôm bát trống không lại nhón chân nhìn ra ngoài khơi xa cũng không biết lúc nào ca ca mới có thể trở về thuyền nhỏ theo sóng gió nhẹ nhàng đong đưa nguyệt la tựa trên gối mềm cảm thấy dường như cũng không đến nỗi không nỡ xa rời như trong tưởng tượng ngược lại còn có chút hưng phấn cũng rất mong chờ những ngày trong tương lai mà hiện tại nàng hoàn toàn không nắm bắt được nghe đoạn bạch nguyệt kể về những chuyện xảy ra khi đánh giặc bất chi bất giác lại đã qua một ngày thuyền nhỏ rời đi. Thiên chi nhai càng ngày càng xa, khoảng cách tới đảo nhỏ nơi sở quân đóng cũng càng ngày càng gần. Sáng sớm ngày thứ sáu, A Trầm bén rèm lên nói, tới rồi. Wow! Nguyệt La không thể chờ đợi được, khom lưng chui ra ngoài. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, quả thật là đội thuyền của đại sở. Đoạn ca ca đẹp mắt hôm trước đang đứng ở đầu thuyền nhìn về phía bên này. Là hoàng thượng, là hoàng thượng tới đón ngươi kìa. Nguyệt la xoay người. Mau lên nha, ra đây mà xem. Đoàn mạch Nguyệt hít sâu một hơi, sửa sang lại y phục đàng hoàng. Còn chưa kịp đứng dậy thì chiếc thuyền đã lung lay một chút. Hoàng, Hoàng thượng. Nguyệt la khiếp sợ lắp bắp một chút. Nhanh chóng trốn sau lưng A à Trầm, đưa tay lên rụt rè chỉ vào khoang thuyền. Vương gia ở bên trong. Hai vị vất vả rồi, sợ uyên nói. Lên thuyền lớn trước đi, Giao Nhi đã an bài nơi ở rồi. A Trầm gật đầu, ôm Nguyệt La phi thân lên thuyền lớn. Đoạn Giao vội vàng chào đón, hỏi. Cả ca ta không có việc gì chứ? Không có việc gì? Rất tốt. Nguyệt La nói. Người không xuống đó xem sao? Không có việc gì là tốt rồi. Đoạn Giao cười khan. Thôi vậy à, bây giờ ta không nên xuống dưới thì hơn. Nếu không chỉ sợ là sẽ bị ném xuống biển cho cá ăn. Sợ Uyên đưa tay vén rẻm lên, còn chưa kịp nhìn rõ bên trong thì đã bị một người kéo vào lòng ôm đoạn bạch nguyệt nâng cầm hắn lên cúi đầu hôn xuống sở uyên đưa tay xoa xoa gò má của hắn nương theo ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu nhìn dung nhan quen thuộc kia cuối cùng nhẹ nhàng nhắm mắt lại ta rất nhớ ngươi lòng bàn tay đoạn bạch nguyệt từ từ lướt qua sống lưng sở uyên vững vàng ôm chặt hắn vào lòng không ngừng hôn lên cổ hắn sở uyên hơi dùng sức như là muốn đẩy hắn ra ta biết lần này là ta sai. Đoàn Mạch Nguyệt siết chặt vòng tay, khản giọng nói: trở về người muốn phạt ta thế nào cũng được. bây giờ để ta ôm ngươi một chút, được không? Thường Thế đã lành chưa? Sở Uyên thở dài, ngón tay luồn qua mái tóc của hắn. đỡ nhiều rồi. Đoàn Mạch Nguyệt tựa cảm lên vai hắn. đừng lo lắng. trở về đi. Sở Uyên giúp hắn sửa sang lại y phục, để Đại Phu xem tình hình một chút. Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay ôm má Sở Uyên, lại cúi đầu hôn một cái, rồi mới kéo người đứng dậy. Ca, đoạn giao phất tay. Đoàn Mạch Nguyệt để khí vận công, ôm Sở Uyên nhảy lên thuyền lớn, thân hình hơi loạn trọng một chút. Này này, đoạn giao nhanh chóng đỡ lấy hắn. Sở Uyên cũng nhíu mày, phần phó cấp dưới, tuyên thái y lập tức tới đây. Tiểu quỷ, thừa dịp Sở Uyên đang cùng người khác nói chuyện, đoàn mạch nguyệt thấp giọng hỏi. Tẩu tẩu ngươi không giận ta đó chứ Ngươi cứ nghĩ đi Đoạn gia dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn hắn Nếu ta là ngươi Thì trên đường về đã dứt khoát giả chết rồi Ngày đó tiểu nha đầu kia Thật là khó lường Cứ nhiên ở ngay trước mặt tẩu tẩu Hỏi hắn đã tái giá chưa Còn nói cho dù muốn tái giá Thì cũng phải chờ sinh hài tử cho ngươi xong đã Khi đó xung quanh ít nhất Cũng có hơn 100 người Tất cả mọi người đều đã nghe được Tình hình lúc đó Người thử tưởng tượng đi Đoạn mạch nguyệt cam nín Sở Uyên quay đầu lại Các người đang nói cái gì Không có gì Đoạn dao nhanh chóng làm như đang nâng đỡ cả người đoạn bạch nguyệt, ánh mắt ngưng trọng nói. Cà ca chỉ là đột nhiên rất muốn thổ huyết. Đoạn bạch nguyệt nói. Ừ. Đoạn bạch nguyệt lãnh tĩnh nói. Đột nhiên lại không muốn thổ huyết nữa. Đoạn dao ở bên cạnh đỡ chán. Cà ca có thể càng kinh sợ thêm một chút nữa hay không? Chốc lát sau, Trương Minh Duệ xách hỏm thuốc vội vã chạy tới. Trong khoang thuyền chen chúc đầy người, ngay cả Nguyệt La cũng lôi kéo A Trầm đến xem hắn. Nên cho dù đoạn mạch Nguyệt muốn nói rất nhiều, thì cũng không có cách nào khác là phải nuốt ngược xuống bụng trước đã. Nằm thẳng trên giường, nhẫn lại chờ bị bắt mạch. Sở Uyên ngồi xuống bên giường hỏi Thế nào rồi? Trương Minh Duệ nhanh chóng đáp. Bẩm Hoàng Thượng, ngoại thương của Vương Gia đều không đáng lo ngại về phần nội thương. Chỉ cần uống thuốc tĩnh tâm điều dưỡng hơn một tháng là có thể khỏi hẳn. Sở Uyên gật đầu. Đi xác thuốc đi. Trường Minh Duệ nhận lệnh, không người lui ra. Những người còn lại cũng rời khỏi khoang thuyền. Đoạn giao là người đi sau cùng. Không quên dùng ánh mắt âm thầm ra hiệu cho ca ca một cái. Rồi mới nhẹ tay nhẹ chân khép cửa lại. Đoàn Mạch Nguyệt dành trước một bước. Thành thật nói. Ta đã sai rồi. Sở Uyên nhìn hắn một lúc. Một lần nữa hôn lên đoàn mạch nguyệt nhất thời có chút choáng váng đầu hoa mắt nguồn gì hắn đã chuẩn bị tốt tinh thần đi ngủ sàn nhà rồi hoặc là phòng chứa củi hoặc nữa là phòng bếp hơn nữa nếu cộng thêm chuyện tái giá và mang thai vừa rồi thì có lẽ ít nhất cũng phải dỗ dành 10 ngày nửa tháng mới yên nhưng không ngờ lại có thể là như thế này hai tay sợ uyên vòng lên cổ hắn hồ hấp có chút rồn rập đoàn mạch nguyệt phối hợp ngậm đầu lưỡi của hắn bàn tay thuận thế đặt lên lưng muốn đẩy hắn nằm xuống giường nhưng người trong lòng đột nhiên lại quẫy một cái từ chối ngược lại đem hắn ôm rất chặt hử đoàn bạch nguyệt ghé vào tai hắn khẽ khẳng cọ sợ uyên trôi mặt trên đầu vai hắn nói người đừng cử động đoàn bạch nguyệt hơi không hiểu sao vậy sợ uyên lắc đầu một cái không nói gì một lát sau đổ vai chuyển đến một trận nóng ướt trong lòng đoàn bạch nguyệt cực kỳ hoảng hốt thử dò xét hỏi tiểu uyên hai tay sợ uyên gắt cao nắm chặt y phục phía sau lưng hắn giọng nói khàn khàn người đừng cử động nghe giọng nói hắn mang theo nức nở nồng đậm trong đầu đoạn mạch nguyệt ầm ầm nổ vang toàn thân cũng có chút chân tay luống cuống hai người tình ý tương thông tất nhiên hắn cũng hiểu rất rõ tính tình của đối phương nhưng cũng chưa từng ngờ tới lần này hắn rơi xuống biển lại có thể làm đối phương sợ hãi thành như vậy sợ uyên ôm hắn cánh tay siết rất chặt. Tuy rằng đã cắn môi dưới, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, loạt xoạt rơi xuống. Đáy lòng cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng ngày đó phải chờ mắt nhìn hắn rơi xuống biển, lòng bàn tay một mảnh lạnh như băng. Từ đó đến nay ở trong quân doanh, thì có thể giả vờ tỉnh táo, nhưng cứ mỗi khi đêm về lại không nhịn được suy nghĩ lung tung. Gắng gượng ngủ cũng thường sẽ bị ác mộng đánh thức. Ngày hôm sau đổ váng mắt hoa, vẫn phải chỉ huy đại quân tác chiến thuần thân cứ như cây cung kéo căng hết mức chỉ sợ sẽ xảy ra sai lầm cả trái tim và thân thể đều mệt mỏi không chịu nổi cũng chỉ cắn răng dựa vào trách nhiệm đế phương mà kiên trì chống đỡ hiện tại rốt cuộc cũng có thể tìm hắn trở về trong khoang thuyền cũng không còn ai khác nữa vì vậy cũng không thể áp chế được nỗi bất an và gánh nặng trong lòng chỉ muốn cứ như vậy ôm hắn cả đời cả đời cũng không muốn buông tay ra nữa tiểu ngốc nghe tiếng nước nở nghẹn ngào bên tai đoàn mạch nguyệt lỏng đau như cắt ghé vào tai hắn nhẹ giọng dỗ dành ta đã trở lại rồi đừng sợ nữa được không sở uyên chôn mặt vào cổ hắn dùng sức lắc đầu đoàn mạch nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn giúp hắn thuận khí chỉ hận không thể cho mình hai đao nghiêng đầu không ngừng hôn lên tóc hắn lòng bàn tay lướt qua sống lưng thon gầy và bả vai run run thấy càng thêm đau lòng qua khoảng chừng nửa canh giờ, sợ uyên mới tỉnh táo một chút, tựa cảm lên đầu vai đoạn bạch nguyệt, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Ta đi rót nước cho ngươi, có được hay không? Đoạn bạch nguyệt dịu dàng hỏi. Sợ uyên ngồi thẳng dậy, kéo chăn qua lau lau mặt. Đoàn Bạch Nguyệt cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, đưa ngón cái cọ cọ đôi mắt sưng đỏ của hắn. Nấy mắt viết đầy đau lòng và thương tiếc. Sợ Uyên đánh hắn một cái tát gạt ra, đoàn mạch nguyệt thận trọng nói tức giận còn có thể phân ra hai giai đoạn sao nói ai là nương tử mang thai ba tháng của ngươi sở uyên nhéo lấy lỗ tai của hắn không phải là ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi sao đoàn mạch nguyệt đau đến mặt nhăn mày nhó đau 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 thuận miệng nói sở uyên tăng mạnh lực tay đoàn mạch nguyệt khóc không ra nước mắt ta trôi giạt vào một thôn làng nhỏ sợ tộc trưởng bắt ta cưới người khác nên phải vội vàng nói trong nhà đã có một nương tử đang mang thai là đầu bếp của sở quân chỉ mong hắn có thể nhanh chóng từ bỏ ý định này trong đầu để tránh xảy ra nhiều chuyện phiền phức sở uyên chừng lớn mắt đầu bếp đoàn mạch nguyệt nói ta cái gì cũng không có nói tứ hỷ sở uyên đứng dậy bên ngoài rất yên tĩnh đoàn mạch nguyệt nhỏ giọng nói Hình như tứ hỉ không theo tới đây Sở Uyên liếc mắt nhìn hắn một cái Ai cho ngươi nói chuyện Đoàn mạch nguyệt ủy khuất nói Nói đạo lý một chút à Giao nhi Sở Uyên gọi Tới Đoạn giao hấp tấp chạy ùa vào Thấy tẩu tẩu nhà mình hai mắt đỏ bừng Vì vậy lập tức dùng ánh mắt vô cùng khiển trách nhìn về phía ca ca Vì sao người vẫn còn nằm trên giường chẳng muốn vó ngủ Bản giặt y phục có cần không Cành trưởng ca ca ngươi Sở Uyên nói, không cho phép bước ra khỏi khoang thuyền nửa bước. Được, đoạn già vỗ ngực. Sở Uyên xoay người ra khỏi khoang thuyền, chưa từng quay đầu lại. Đoàn mạch nguyệt nói, tiểu quỷ chết tiệt. Đoạn già bĩu môi, chỉ biết giận chó đánh mèo mắng đệ đệ, chẳng trách tẩu tẩu không thèm để ý đến ngươi. Một chút cũng không đáng được đồng tình. Đêm đến, đoàn mạch nguyệt nằm một mình trên giường, lần qua lộn lại như bánh nướng áp chảo bên ngoài sóng biển vỗ gì rào từng cơn gió nhẹ nhàng phi vu thổi mỹ cảnh như vậy mà trong ngực lại chẳng có ai để ôm qua một lúc lâu đoàn mạch nguyệt nhịn không được nữa xuống giường khoác thêm xiêm áo muốn sang phòng cách vách ai ngờ vừa mới đẩy cánh cửa ra một cái thì nửa thanh đao lóe hàn quang sáng loáng đã xuất hiện trước mắt đoạn rào vắt chân nằm trên nóc thuyền dùng vỏ đao gõ bang bang lên cánh cửa gỗ hai cái trở lại Đoàn Mạch Nguyệt bỏ lên giường nằm một lần nữa. Đầu rất đau. Sở Uyên nằm bên phòng sát vách nghe được động tĩnh. Đang trong mộng mà khóe miệng cũng dưng lên. Xoay người nắm chặt góc chăn, tiếp tục nặng nề ngủ say. Một đêm mộng đẹp. Bởi vì sóng gió cản trở, nên đường trở về so với lúc tới đây mất nhiều thời gian hơn vài ngày. Nhưng mọi người ngược lại cũng không nóng nảy. Đã thuận lợi tìm được Tây Nam Vương, còn thêm hai vị thần bí tới giúp đỡ dù xét theo hướng nào cũng là có lời huống chi lúc trước sở hạng bị thương nặng cũng sẽ không dẫn binh tấn công lại nhanh như vậy được lênh đênh trên biển nhiều hơn 10 ngày cũng không sao nguyệt la chạy vào khoang thuyền hai tay ướt sũng ôm một đám sỏ biển tiếng cười như chuông bạc người không ra ngoài xem sao bên ngoài có cầu vồng rất đẹp đoàn mạch nguyệt bình tĩnh nói không ra ngoài đang dưỡng thương đoạn dao ở bên cạnh có rút khóe miệng <laughs> vậy cũng phải xem có thể đi ra không đã Nhưng vừa rồi A Trầm ca ca nói chuyện phiếm với tiểu đại phu kia Hắn nói người đã không có việc gì rồi mà Nguyệt La nói Phải rồi Hoàng thượng cũng ở bên ngoài nha Đoạn giao thật lòng thật dạ nói Nếu vậy ca ca ta lại càng không thể ra ngoài Nếu không thì hoặc là hậu vị khó bảo toàn Hoặc là bị chặt đứt chân Dù là loại kết quả nào Thì cũng rất thê thảm hoàng thượng đang làm cái gì đoàn mạch nguyệt hỏi cái gì cũng không có làm chỉ đứng nhìn xa xa giống như đang cười nguyệt la nói hoàng thượng thật là đẹp mắt là người đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy thật giống như người vừa mới bước ra từ trong tranh đôi mắt giống như bầu trời đầy sao tóc còn đẹp hơn gấm vóc hả sợ uyên đẩy cửa bước vào hoàng thượng nguyệt la hoảng sợ gọi một tiếng giọt biển trong tay rơi lả tả xuống sàn thuyền hai má đỏ bừng. Đi ra ngoài đi, sợ uyên cười nói. À trầm ca của ngươi đang tìm ngươi đó. Nguyệt la đáp ứng một tiếng, dùng mu bàn tay cọ cọ lên má nóng hổi để hạ nhiệt, xoay người chạy ra ngoài. Đoạn dao cũng thức thở rời đi. Đoàn mạch nguyệt hướng hắn vươn tay. Cuối cùng ngươi cũng tới xem ta rồi. Sở uyên nhớ mi. Năm ngày mà thôi. Đoàn mạch nguyệt nói. Tính tìm hôm nay chính là 6 ngày rồi sáu ngày thì sao sợ uyên ngồi xuống bên giường sáu ngày một chút cũng không sao đoàn mạch nguyệt kéo hắn vào lòng ôm chặt Đi bỏ rơi ta bao lâu sợ uyên hỏi người mất tích bao nhiêu ngày đoàn mạch nguyệt dừng một chút đáp một tháng cho nên Sở uyên nâng cảm hắn lên đoàn mạch nguyệt ngậm đầu ngón tay hắn cắn cắn cỏ kè mặc cả mười ngày sợ uyên nói hai tháng đoàn mạch nguyệt kéo dài giọng gọi tiểu tức phụ à gọi là gì thì cũng vô dụng sợ uyên tự cảm lên ngực hắn lưỡi biếng cọ cọ nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một trận đầu ngón tay đoạn mạch nguyệt lướt qua mái tóc của hắn nhẹ nhàng cọ cọ lên phần da thịt sau cổ sau đó nỗ lực đẩy vặt áo ra sợ uyên lưỡi biếng nói ba tháng đòi mạch nguyệt lập tức dừng tay trong khoang thuyền rất yên tĩnh sợ uyên nằm trong lòng hắn ngủ một giấc Tới lúc cảm thấy đói bụng rồi Mới rưỡi thắt lưng một cái Một mình đứng dậy ra cửa Đi cực kỳ sảng khoái Đoạn mạch nguyệt căm nín Đoạn dao ôm liệt bên đao tượng người trên cửa Đoạn mạch nguyệt phất tay tung ra một mảnh ám khí Đoạn dao kêu oa oa né tránh Nhìn lưỡi dao màu lam u ám trước mắt Không còn lời nào để nói Vì sao cũng không chọn một cái không có độc chứ Có phải là ca ca ruột hay không đội thuyền lênh đênh trên biển nửa tháng rốt cuộc là vào sáng sớm một ngày cũng về tới đại doanh sở quân đội tiên phòng đã đi trước chuyển tin tức về cho nên lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung trên bong thuyền chờ tư không duệ dướn cổ nhón chân vẻ mặt tràn ngập lo lắng cho đến khi thấy đoạn bạch nguyệt cũng không mất cái tay cụt cái chân nào thì mới thở phào nhẹ nhõm không khỏi phân trần ôm cổ hắn khóc lóc thảm thiết cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần Người không chết à? Từ không duệ nghẹn ngào thổn thức, khó khăn lắm mới nói ra được bốn chữ. Đoạn mạch nguyệt ghét bỏ nói. Cho dù ta không chết, người cũng không cần phải thương tâm đến mức này đâu. Mà buông tay ra. Sở Uyên nghiêng đầu, nén cười. Diệp Cẩn nhìn Nguyệt La và A Trầm, nghi hoặc hỏi. Hai vị đây là... Là viện binh ta mang tới, từ một tòa đảo ngoài khơi xa. Đoàn mạch Nguyệt sách từ không duệ ném qua một bên khinh công vô cùng tốt tình thông các loại trận pháp cũng là ân nhân cứu mạng của ta thì ra là vậy Dục Cẩn nói lời này thật sự phải cảm tạ hai vị rồi A à Trầm cười cười cũng không nói chuyện Nguyệt La lén nút nhìn đoạn mạch Nguyệt một chút thấy đáy mắt hắn chứa đầy trêu tức vừa đỏ mặt vừa rậm chân Kỳ một chút cũng không sao nam tử trên thuyền lớn này đều rất đẹp mắt a à. sở uyên lệnh ôn liễu niên Tự mình dẫn A Trầm và Nguyệt La trở về nơi ở. Lúc đi tới chỗ không người, A Trầm mới do dự hỏi. Vị đại sư kia cũng là người của sở quân sao? Ý của tiểu ca là triệu tâm đại sư. Ôn liễu niên gật đầu. Đó là vị cao tăng trong một ngôi chùa nổi tiếng ở đại sở. Cùng hoàng thượng có chút giao tình. Võ công cũng rất cao. Lần này theo tới trợ chiến. A Trầm gật đầu. Như là đang suy nghĩ chuyện gì. Ôn liễu niên cũng không hỏi nữa đưa hai người tới tận cửa phòng, rồi cung kính cáo tử rời đi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, Vết thương đau. Sở Uyên nói, chịu đựng đi. Đoàn Mạch Nguyệt lại nói, muốn thổ huyết. Sở Uyên đáp, thổ đi. Lước mắt nhìn ta một chút à. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xếp bằng trên giường. Đẹp mắt. Dù sao cũng là hoàng hậu, quốc sắc thiên hương, chìm xa cá lặn. Trong sách đều viết như vậy sợ uyên ngồi bên cạnh bàn uống trà cũng không ngẩng đầu lên đoàn mạch nguyệt dứt khoát sốc chăn lên sợ uyên nói dám xuống giường chẫm liền tìm người khiêng người sang phòng sát vát đoàn mạch nguyệt lào bào hồn người cũng không được sao cư tâm bất lương sợ uyên đưa tay chống cảm đừng tưởng ta không biết trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì cư tâm bất lương ý chỉ nội tâm tồn tại ý đồ xấu hoặc âm mưu gì đó động cơ không thành thật Đoàn mạch nguyệt nhìn trời. Là do hỏa thượng kia cứ đứng ngoài cửa sổ không đi. Cũng không phải ta cố ý muốn hôn người ngay trước mặt hắn. Sở uyên thấy buồn cười, rót cho hắn chén trà nóng, mang tới bên giường. Bốn tuổi. Đoàn mạch nguyệt nhân cơ hội kéo hắn ôm vào lòng. Lần trước vẫn còn nói ta năm tuổi. Sở uyên xoa xoa cầm hắn, kể sát vào hôn một cái. Hoàng thượng, vương gia. Ổn liễu niên đứng bên ngoài cửa nói. Vi thần có việc muốn tấu Đoàn mạch nguyệt buông tay ra Đây chính là người hiểu ánh mắt nhất toàn bộ đại sở Nếu nó có việc Chỉ sợ thật sự là việc gấp Ai khanh có chuyện gì Sợ uyên hỏi Ôi liễu niên do dự một chút nói Việc này chẳng qua chỉ là suy đoán của vi thần Nhưng thần vẫn muốn đến bẩm báo với hoàng thượng và vương gia một tiếng Dù sao cũng đang là lúc chiến sự Nước sôi lửa bỏng không được phép có nửa phần sơ hở nào ôn liễu niên gật đầu ái khanh cứ nói thử xem có liên quan đến diệu tâm đại sư ôn liễu niên nói đoàn mạch nguyệt vừa nghe vậy đã nhíu mày vì sao nơi nào cũng có đại hòa thượng này vừa rồi lúc vi thần đưa hai vị khách nhân trở về nơi ở đi được nửa đường thì a trầm mở miệng hỏi rằng đại sư có phải là người của sở quân hay không ôn liễu niên nói vi thần gật đầu nói phải vì vậy hắn cũng không nói gì nữa chỉ có điều nhìn về mặt hắn có chút do dự như là vẫn còn muốn nói gì đó trước đây a trầm đã gặp diệu tâm rồi sao sợ uyên nhìn đoạn mạch nguyệt ta cũng không rõ lắm đoạn mạch nguyệt nói trước giờ cũng không nghe hắn nhắc tới hay để ta đi tìm hắn hỏi một chút sợ uyên gật đầu ừ vậy vi thần lui xuống trước chuyện đã nói xong rồi ô liễu niên đi rất nhanh dù sao hoàng thượng và vương gia cũng vừa mới vượt qua kiếp nạn, chắc chắn là có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau. Người ngoài không tiện quấy rầy. Người nghĩ thế nào? Đoạn Mạch Nguyệt hỏi. Nam Bồ tiểu diệp tự, tọa lạc ở thành quan hải. Diệu tâm lại thường xuyên dẫn các tăng nhân ra biển hóa xuyên. A à, Trầm đã từng gặp hắn, cũng là chuyện dễ hiểu. Sở Uyên nói. Nhưng nếu thật sự chỉ đơn giản là nhìn thấy, thì hôm nay hỏi thăm một câu, rồi thôi cũng được. Thậm chí, ngay mặt hỏi cũng không vấn đề gì. Vì sao lại phải do sự muốn nói lại thôi? Cũng giống như những gì ta đang nghĩ. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chắc chắn là A Trầm đã vô tình nhìn thấy hắn làm chuyện gì đó. Hơn nữa 8 phần 10 không phải là chuyện tốt. Ít nhất chuyện đó không hợp với thân phận của người xuất gia. Cho nên hôm nay gặp phải mới nảy sinh nghi ngờ và lo lắng. Sở Uyên khẽ nhíu mày. Này, ta đang nói chuyện nghiêm túc à? Đoàn Mạch Nguyệt nói một chút tâm tư cũng không có. Sở Uyên giật nhẹ lỗ tai hắn một cái, cả người cũng tiến lại gần, thuận thế tự cầm lên vai hắn. Ừm. Làm sao vậy? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Chỉ là một rượu tâm mà thôi. Cần gì phải giàu dĩ không vui? Nhưng hắn là do ta mang tới đây. Sở Uyên ngồi thẳng dậy. Hốn tưởng hắn là một viện binh. Như thế thì việc ngươi và hắn bất hòa, ngược lại cũng có thể nhẫn nhịn được nhưng nếu lại sinh ra những chuyện rắc rối khác, cũng chính là cái được không bù được cái mất rồi. Cho ta chút thời gian, đoàn mạch nguyệt nói. Điều tra rõ ràng trước rồi hãng nói. Sở Uyên gật đầu, nắm cổ tay hắn thử mạch tựa. Thường thế tốt hơn nhiều rồi. Ừm, đoàn mạch nguyệt ôm lấy hắn. Vậy đêm nay ngươi đừng đi. Không nên, sở Uyên vươn ra một ngón tay, dí lên tràn hắn đẩy ra. Tiếp tục đợi ở lãnh cung đi, Vậy ngươi thiệt thòi rồi Đoàn Mạch Nguyệt tiếc nuối nói Sở Uyên nói Ta đã có cái gì đâu mà thiệt thòi Đoàn Mạch Nguyệt nói Không biết thừa dịp ta còn trẻ tuổi mỹ mạo Mà sủng hạnh nhiều thêm vài lần Tương lai già rồi Già rồi thì không cần ngươi nữa Sở Uyên đem mặt của hắn Nặn biến hình Cảm thấy có chút buồn cười Lại kể sát vào cọ cọ lên tràn hắn Đừng náo loạn Nói chuyện chính sự trước đã Người còn nhớ Lúc trước ở Vương Thành chu sa cô nương đã từng đưa tới cho ta một tấm bản đồ về các đảo nhỏ của phỉ miễn quốc không nhớ rõ người trong lòng thẩm tướng quân đoàn mạch nguyệt gật đầu tộc nhân của nàng đã từng tới phỉ miễn quốc trong thời gian gây mất tích này thủy quân của đại sở đã dẹp xong tất cả các hải đảo phân bố ngoài phỉ miễn quốc sở uyên lấy tấm bản đồ mở ra đây là bản đồ tổng thể chúng ta vẽ lại so với tấm bản đồ của chu sa thì về cơ bản là giống nhau một vòng bên ngoài chúng ta đã dẹp xong này giống nhau. Cho nên vị trí các hải đảo nằm sâu bên trong quốc thổ phỉ miễn quốc chắc cũng giống khoảng 90 phần. Đoàn mạch nguyệt ôm hắn trong lòng, tiện tay cầm tấm bản đồ lên. Nhìn có chút quỷ dị, chắc là bọn chúng đã tự đắp thêm một ít gò đảo bằng đá lớn nữa, xen kẽ giữa những đảo nhỏ vốn có. Ổ ái khanh cũng từng nói đến chuyện này. Sợ uyên ngả người về phía sau, tựa vào ngực hắn. Vùng biển này tương đối bình lặng, cũng ít khi có gió to sóng lớn. Nhưng những gò đảo bằng đá này xây lên rồi, cũng không thể sinh sống, lại càng không thể trồng trọt được. Việc làm phí công tốn sức như vậy, chắc chắn là vì muốn đào hố to, chờ sợ quân xa vào. Có khi nào là trận pháp gì đó hay không? Đoạn mạch nguyệt hỏi. Cũng có thể lắm, nhưng cũng không nói chính xác được. Sợ Uyên nói. Từ đầu chiến dịch đến hiện tại, tuy nói sợ quân thắng nhiều thua ít, nhưng cũng thường vòng không nhẹ. Ngược lại, tư thế của sở hạng lại càng ngày càng có thể nhìn thấy rõ ràng. Nơi này dù sao cũng là hang ổ của hắn, thiên thời địa lợi nhân hòa, hoàn toàn chiếm ưu thế. Đoàn Mạch Nguyệt nói, vậy người định khi nào xuất chiến? Chưa quyết định được, sở uyên nói, đại quân cần được nghỉ ngơi, chiến lược cũng cần phải bố trí lại ổn thỏa. Tiết tướng quân đã dẫn người tới phụ cận tuần tra rồi, khoảng 3 ngày nữa mới trở về. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau thương nghị đi cũng tốt đoàn mạch nguyệt nói vậy ta đi tìm a trầm và nguyệt la trước nghỉ ngơi một trận trước đi lênh đênh trên biển nhiều ngày như vậy hai người bọn họ cũng mệt mỏi rồi sợ uyên dùng cái ót cụm cụm lên ngực hắn người cũng ngủ một giấc đoàn mạch nguyệt nhân cơ hội nói người ngủ cùng ta sợ uyên bĩu môi không đoàn mạch nguyệt dứt khoát ôm ngang hắn lên đứng dậy bước về phía giường Loại chuyện khi quân phạm thượng này đúng là làm nhiều cũng nghiện. Dân chúng toàn quốc đều nói Tây Nam Vương như vậy mà. Sau khi cởi ngoại bào xong nằm xuống giường, sợ uyên ghé vào ngực hắn, cởi trung y ra, nhìn một chút, đánh một cái tát. Xoay người. Đoàn Mạch Nguyệt nghe lời làm theo. Sợ uyên đem toàn thân hắn từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần. Có vải vết thương đã đóng vảy, đang nhú ra phần da non. Màu sắc hơi nhạt một chút, cùng những vết sẹo của vết thương cũ lâu năm để lại chồng chết lên nhau. Sầu đậm, nhợt nhạt, nơi nào cũng có. Cũng đếm không hết. Hơn 20 năm qua rốt cuộc đã bị bao nhiêu vết thương. Xoay người lại đi. Sợ Uyên mặc lại trung y cho hắn. Đòi mạch nguyệt rửa khóc rửa cười. Người đây là đang đường áp trảo ta sao? Không cho phép nói chuyện. Sở Uyên ôm chặt hắn, tự cảm trước ngực hắn đờ ra. Một lát sau, đoàn mạch nguyệt hỏi đang suy nghĩ gì vậy nghĩ xem phải làm sao để trói người lại trên giường sở uyên nhìn hắn Này nào cũng không cho phép đi cũng không cần phải đánh trận nữa mỗi ngày nằm trên thảm lông công dùng tổ yến xúc miệng kiêu xa dâm dật chỉ say mê vàng son dù sao đại sở cũng chỉ có một hoàng hậu này không sủng hắn thì còn sủng ai đoàn mạch nguyệt lật người đè lên sở uyên cúi đầu muốn hôn không được sở uyên nghiêng đầu Thật sự muốn bỏ đói ta một tháng ư Đoàn mạch nguyệt ngậm vành tay hắn Bây giờ mới buổi chiều Sở uyên cố sức đẩy hắn ra Cổ phiến hồng Tay phải đoàn mạch nguyệt trượt xuống thắt lưng sở uyên Cho nên Thấy trong mắt hắn lóe lên ý muốn đùa giỡn và trêu ghẹo Sở uyên bĩu môi Đúng vậy Sẽ bỏ đói người một tháng Buổi chiều không được Buổi tối cũng không được Tứ hỉ chắp tay đứng canh ở cửa cười ha hả nhìn Tây Nam Vương đi từ trong phòng ra, ngồi xổm trên bong thuyền nhìn bầu trời. Tư không duệ nằm trên nóc thuyền, lắc đầu thở dài. May là cứu cứu đã ngồi ngục đủ ngày, được thả ra. Nếu không phải đợi tới lúc người này thượng vị làm hoàng thượng, chỉ sợ sẽ chết giả trong ngục mất. Nguyệt La lần đầu tiên trong đời được lên chiếc thuyền lớn như vậy, trở về phòng nghỉ ngơi một lúc đã lôi kéo A à Trầm chạy khắp nơi tham quan. Chỉ cảm thấy chỗ nào cũng thật mới mẻ, Đầu bếp khó khăn lắm mới thấy được một tiểu nha đầu xinh đẹp. Vì vậy cũng rất thích nàng. Lén lút nhét cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon. Viên kẹo tròn tròn vừa cho vàng miệng đã tỏa mùi hương thơm mát. Nguyệt La kín đáo nhét vào tay A Trầm một cái. Nhìn hắn cười. Vương gia đang ở đây. A Trầm nhỏ giọng nhắc nhở. Hả? Nguyệt La xoay người lại. Quả nhiên thấy đoạn mạch Nguyệt đang đi về phía hai người. Trên thuyền chơi vui không? Đoạn mạch Nguyệt hỏi. Ừm um nguyệt la gật đầu thuyền này thật lớn đầu kia đang có trò hay để xem đoàn mạch nguyệt đưa ngón tay ra chỉ giao nhi và diệp cốc chủ đang cho độc trùng ăn thật sao nguyệt la kín đáo đưa đồ ăn trong tay cho a trầm cũng chạy qua đó xem náo nhiệt đoàn mạch nguyệt cười nói thật khó cho ngươi rồi cũng không thấy nhà đầu kia chịu yên tĩnh một chút líu díu cả ngày trước đây nàng chưa từng được ra biển a trầm dựa vào mạn thuyền nói Vương gia tìm ta có việc gì sao? Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu. Vị đại nhân hôm nay đưa các ngươi về nơi ở kia là tâm phúc của Hoàng thượng, thừa tướng của đại sở. Ta biết, A Trầm gật đầu. Đệ nhất tài tử, dù ta ở Nam Dương, nhưng cũng nghe được không ít tin đồn, nghe nói còn có quan hệ với Đại Minh Vương ở Đông Hải. Hắn nói người từng hỏi về diệu tâm đại sư, đoàn mạch nguyệt thử thăm dò. A Trầm nghe vậy sửng sốt, sau đó lắc đầu cười cười. Người trong quân doanh đại sở này, quả thật đều là tinh nhân. Ta chỉ mới thuận miệng hỏi một câu, cư nhiên cũng có thể phát hiện ra được dị thường. Tinh nhân, dùng để nói một người vô cùng tinh mắt, giỏi đoán ý người khác. Đối với thế sự cũng cực kỳ khôn khéo, không dễ bị lừa gạt, xử sự, sự khéo đưa đẩy, cũng là người không dễ chịu thiệt. Thật sự có nội tình gì bên trong sao? Đoàn mạch nguyệt nhíu mày. Cũng không có gì nhiều, Chẳng qua là ba năm trước Ta đã từng gặp vị đại sư kia A Trầm nói Khi đó ta tùy tiện biện ra một thân phận Đi theo một chiếc thuyền lớn làm ăn mua bán Muốn mua một ít nhu yếu phẩm sinh hoạt Cho mọi người trên đảo Nhưng không ngờ trên đường trở về Bất ngờ gặp sóng gió lớn May mắn là kỹ năng bơi của ta tốt Bắt lấy một tấm ván gỗ trên bong thuyền bị vỡ Sau đó trôi giạt vào một đảo hoang Rượu tầm cũng ở đó Đoàn mạch nguyệt hỏi A Trầm gật đầu lúc tỉnh lại ta định tới bãi đá ngầm vớt chút sỏ hến nướng ăn đỡ đói đột nhiên lại nghe từ giữa đảo truyền ra một cơn địa chấn làm đất rung núi chuyển vì không biết là chuyện gì xảy ra nên ta âm thầm đi theo tiếng nổ xem thử thế nào sau đó nhìn thấy vị đại sư kia đất rung núi chuyển đoàn mạch nguyệt không hiểu hắn đang luyện công võ công cao đến tả môn a à, trầm nói trên người vẫn khoác áo cả sa màu đỏ tươi nhưng lại không có nửa phần dung mạo hiền lành của người xuất gia ánh mắt cực kỳ hung ác tàn nhẫn như là đã trúng tà đoàn mạch nguyệt ngạc nhiên một mình phát điên a à, trầm nói trong miệng còn đang lẩm bẩm nói gì đó nhưng lúc đó khoảng cách khá xa không nghe rõ rốt cuộc là nói cái gì nam dương này có rất nhiều dị nhân nên ta nghĩ hắn là yêu tinh nơi nào đó vì vậy co mình lại núp sau lùm cây chờ hắn chèo thuyền rời đi rồi mới chạy trốn tới bờ biển tự mình là một chiếc thuyền nhỏ ra biển cầu cứu chỉ có như vậy thôi sao Đoà mạch nguyệt hỏi chỉ có như vậy a trầm nói từ nhỏ ta đã có thể gặp gì là không quên được chưa bao giờ nhận sai người cho nên hôm nay lúc nhìn thấy vị đại sư kia trên thuyền trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn không ngờ hắn lại là cao tăng đắc đạo của tiểu diệp tự còn là bằng hữu của hoàng thượng hòn đạo mà năm đó người trôi ra tới Người còn nhớ rõ không Đòi Mạch Nguyệt lại hỏi Chỉ nhớ phương hướng cơ bản thôi A Trầm nói Gần Tinh Châu và Ly Kính Quốc Trên đảo có cây xanh um tươi tốt Đà tạ Đoàn Mạch Nguyệt nói Chuyện này tạm thời đừng nói cho người khác biết Nguyệt la cũng không được, hiểu không? A Trầm nói Ta hiểu rồi Nghỉ ngơi sớm đi Đoàn Mạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn Cũng xoay người trở về khoang thuyền Thế nào rồi? Sợ Uyên đứng dậy, giúp hắn cởi áo choàng. Đoàn mạch nguyệt đem mọi chuyện kể lại đại khái một lần cho hắn nghe yêu tăng sở uyên nhíu mày vô luận như thế nào hắn cũng không thể đem hai chữ này liên hệ tới diệu tâm được đó là một tòa đảo hoang nghe a trầm nói thì cũng không giống đàng luyện ma công mà ngược lại càng giống như bị ai đó chọc giận tòa mạch nguyệt nắm tay hắn ngồi xuống bên bàn có khi nào vì đại sư kia phải nén trong lòng quá nhiều chuyện cho nên muốn tìm một chỗ tự mình phát tiết hay không không biết, sợ uyên do sự lắc đầu, trước đây nghe sự tâm giảng Phật Pháp, ta còn tưởng hắn đã vô dục vô cầu, siêu nhiên thoát tục. Một mình một người ở trên hoang đảo nổi điên ư? Giao cho ta đi, tòa mạch nguyệt đỡ hắn đứng dậy. Hiện tại quan suy nghĩ đã, nghỉ ngơi một chút đi. Cũng đã trễ thế này, sợ uyên đưa mắt nhìn ngoài cửa sổ thở dài, còn nói muốn người đi nghỉ ngơi sớm một chút, mới chớp mắt mà trăng đã treo giữa trời rồi đã nằm suốt đường trở về quân doanh hiện tại còn muốn bắt ta lên giường nằm nữa hả Đoàn mạch nguyệt ngáp một cái xương cốt cũng mềm nhũn ra rồi sở uyên cười cười đưa tay xoa xoa gỏ mà hắn đi ngủ sớm đi nhìn người mặt mũi đầy tâm sự như thế này đoàn mạch nguyệt đứng dậy ngồi vào bên cạnh hắn hay là ta cùng ngươi uống chén rượu nhé còn đang bị thương uống rượu cái gì sở uyên nhíu mày không cho phép ta cùng ngươi uống không có nghĩa là ta cũng uống đoàn mạch nguyệt nói chỗ từ không có rượu ngon là do tú tú tự tay cất vị rượu rất thanh đạm ta đi đòi một ít cho ngươi được không sợ uyên lắc đầu rượu nương tử nhà người khác cất cho tướng công uống chúng ta xem náo nhiệt cái gì chờ a à. đoàn mạch nguyệt hôn lên mà hắn một cái xoay người rời khỏi khoang thuyền sợ uyên đưa tay chống cằm khóe miệng nhẹ nhàng xương lên đè mắt phản chiều ánh nến sáng long lanh. Dù những chuyện phiền lòng vẫn không hề ít đi, mà ngược lại càng ngày càng nhiều hơn, nhưng lúc này cũng không muốn nghĩ nhiều gì nữa, chỉ muốn say rượu rồi ngủ một giấc thật ngon, xem như là phút giây xa xỉ khó có được trên đường hành quân. Từ không duệ ôm khung cửa, hai mắt rưng rưng, tâm tư xoay chuyển trăm nghìn vòng. Đoàn mạch nguyệt đứng đối diện, hiền lành nhìn thẳng vào mắt hắn. Thôi được rồi, cầm đi. Một lát sau, Tư không duệ nghiến răng một cái, hùng hổ đưa vò rượu qua. Tương lai đứng trên vạn người rồi, đừng quên huynh đệ. Dù sao cũng là người hỗ trợ đoạt lấy ngô vị A. À, bàn cho một xe vàng thỏi cũng được nữa. Đoàn mạch nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người trở về khoang thuyền. Một chén xứ tinh xảo trắng như bạch ngọc. Sau khi rót rượu vào, thì thành chén hơi lộ ra màu đỏ hồng. Sở uyên đưa chén lên người ngửi khen. Là rượu ngon. Thiên không môn thuộc khu vực ngoại thành Đỗ Khang Là nơi tử tiên hạ phàm Rượu sao có thể không ngon được Đoàn mạch nguyệt nhìn hắn uống rượu Tuy tú tú là người đanh đá chua ngoa Nhưng tấm lòng đối với tử không Cũng tốt không gì sánh được Mày y phục, đóng đế giày Ngay cả rượu cũng phải tự mình cất Tử tiên là tiên rượu Là tiểu thư trong chốn giang hồ Mà cũng biết làm những chuyện này nữa Sợ uyên lại rót cho mình một chén rượu trước đây người uống loại rượu này lần nào chưa đoàn mạch nguyệt nói người cũng vừa mới nói rồi đó đây là rượu nương tử nhà người ta cất cho tướng công mình ta xem náo nhiệt cái gì nhưng hôm nay thì khác người muốn uống không trượng nghĩa thì cứ không trượng nghĩa đi cùng lắm thì tương lai trả cho hắn một xe tuyết u rượu này không giống tuyết u ngược lại có vài phần giống phi hà sợ uyên buông chén rượu rất ngọt vậy cũng khó vì hà chỉ cất cho một mình ngươi Đoàn mạch nguyệt cười cười Tương lai trở về Tây Nam Phủ Ta dạy người cất rượu Vui hơn vo gạo nhiều Sợ Uyên gật đầu Được Đoàn mạch nguyệt nhìn hắn Thẩm nghĩ Dù không trực tiếp uống rượu Nhưng tư vị cũng rất tốt Sợ Uyên hỏi hắn Muốn nếm thử không Người đồng ý cho ta uống Đoàn mạch nguyệt hơi ngạc nhiên Trứng trần rượu cũng không cho ăn Vì sao lúc này lại dễ dãi như thế Sở uyên buông chén rượu xuống Kể sát vào ngăn chặn đôi môi của hắn Mang theo vị rượu nhàn nhạt, nhạt. Đoàn mạch nguyệt đem người kéo vào lòng mình Đáy mắt biết đầy ham muốn Không cho phép Ngón trỏ sở uyên lướt nhẹ qua sườn mặt hắn đi xuống Cuối cùng dừng lại chỗ hầu kết Nhẹ nhàng ấn một cái Không cho phép cũng không được rồi Đoàn mạch nguyệt kéo thân thể hắn cao lên một chút Để khoảng cách giữa hai người càng kháng kích hơn Chuyện khi quân phạm thượng này cũng không phải Tây Nam Phủ chưa từng làm Sợ Uyên khép hờ mắt Cánh tay vòng qua ôm cổ hắn Sau một khắc đã bị nhấc bổng lên Ôm tới đặt xuống giường mềm mại Hành quân đánh giặc Nên long sàng vốn cũng không lớn Sau lại tứ hỉ hiểu ánh mắt Lúc thuyền lớn giặt vào đạo nhỏ Thì tìm thợ mộc tới sửa lại Rộng ra hơn rất nhiều Tuy nhìn có chút quái dị Nhưng nằm lên đó cũng rất thoải mái, an tâm ít nhất cũng sẽ không để tây nam vương rơi xuống giường lần nữa sợ uyên có chút men say nằm trên giường nhìn hắn cởi y phục đừng nhìn ta như thế đoàn mạch nguyệt cúi người hôn hắn vì sao sợ uyên hỏi ta sẽ không nhịn được đoàn mạch nguyệt cắn bờ vai của hắn hơi thở nóng rực như vậy mà đã không nhịn được rồi sợ uyên nắm tay hắn từ từ cởi vạt áo của mình ra hai chân chủ động vòng lên thắt lưng của hắn đem tất cả của mình đều dâng lên khỏe mắt phiến hồng nhìn cực kỳ mê người còn như thế này thì sao đòi mạch nguyệt vớt tay thả màn giường cúi đầu thật sâu hôn xuống bên ngoài khoang thuyền diệp cẩn nói không biết hoàng thượng đã ngủ chưa không biết à đoạn dao bóc vỏ hạt thông ăn hay là tới xem một chút đi biết đâu vẫn chưa ngủ tối nay cũng không biết ca ca đã uống thuốc chưa nữa tứ hỉ đứng canh ở cửa nghe vậy vội vội vàng vàng nói uống rồi uống rồi thuốc của vương gia là lão nô tự mình đi sắc mà diệp cẩn buồn bực nói uống rồi thì uống rồi đi công công khẩn trương cái gì đâu có à tứ hỷ cười ha hạ nói cửu điện hạ nhìn lầm rồi giờ đã hơn nửa đêm có gì đâu mà phải khẩn trương không khẩn trương không khẩn trương diệp cẩn căm nín đặt dao tỉnh ngộ ho khan hai tiếng hai tay giơ lên trước mặt hắn. Ăn hạt thông không? Không ăn. Hai người một bị thương, một mệt mỏi, cũng không biết tiết chế một chút. Diệp cốc chủ bực tức xoay người trở về phòng. Có biết cái gì gọi là lời dặn của lăng y hay không? Nhất là lời dặn của thần ni đó. Đoạn dao đi theo phía sau, vừa chạy vừa không ngừng an ủi hắn. Chuyện thường tình mà. Người vẫn còn là một tiểu quỷ, biết cái gì? Diệp cẩn vỗ lên đầu hắn một cái lại nói Có điều đã đến tuổi này Cũng nên thành thân rồi Trong lòng đã có Này Có 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 Đoạn giao chạy trốn như bay Nghìn vạn lần đừng nói là lại muốn làm mai cho ta Khó khăn lắm mới thoát khỏi kim thẩm thẩm Lúc trước nàng chỉ hận Không thể đem toàn bộ cô nương chưa thành thân Khắp thành đại lý Đều xếp hàng đứng trước mặt mình Ai có thể chịu nổi Diệp cần sợ khóc sợ cười Xoay đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ của ca ca lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. Có lẽ sáng mai còn phải dậy sớm hầm canh bổ dưỡng đưa tới cho hai người. Ở đâu ra một hoàng đế như vậy chứ? Mỹ nhân cấp thiên hạ đều không muốn, lại hết lần này tới lần khác coi trọng một kẻ hói đầu. Đã vậy còn phải mỗi ngày lâm hạnh. Nhịn không được sẽ phải âm thầm thở dài một hơi, sẽ đưa tay lên đỉnh đầu, vẽ một vòng tròn. Hói đỉnh đầu. Đòa Bạch Nguyệt hắt xỉ một cái. Tóc sợ uyên hơi ướt mồ hôi, tựa trong lòng hắn nghỉ ngơi người cảm lạnh sao đoàn bạch nguyệt nắm đầu ngón tay hắn đưa lên miệng cắn một cái tức phụ nhi hửng ừ. sợ uyên kéo chăn lên đắp cho hai người gọi tướng công đoàn bạch nguyệt kẹo hắn sợ uyên lười biếng nói tướng công đoàn bạch nguyệt không biết nói sao chỉ đơ người nhìn choáng váng rồi sợ uyên phất phất tay trước mặt hắn cũng không phải Đoàn Mạch Nguyệt muốn cười, lại chẳng biết mình nên nói cái gì. Trong lòng thích muốn chết, ôm hắn lùng tung hôn một trận. Sao lại nghe lời như thế? Vậy ta phải trả lời ngươi thế nào? Sợ Uyên buồn cười, dùng một ngón tay đẩy hắn ra. Hay là trực tiếp gọi tứ hỷ vào đây, mời Tây Nam Vương đi ra ngoài. Đừng, đoàn mạch nguyệt che miệng hắn lại. Xin ngươi, buông ta cho tứ hỷ. Sợ Uyên vòng tay ôm hắn. Có mệt hay không? Người nên nghỉ ngơi sớm một chút Khó khăn lắm mới tranh thủ được chút thời gian Lại chỉ cho ta một lần nữa Đoàn mạch nguyệt ôm hắn cọ cọ Hai tai sợ uyên nóng hổi Bất giác né về phía sau trốn Người Này cũng không thể trách ta Đoàn mạch nguyệt lật người lại Lần nữa đè lên hắn Gọi thêm một tiếng tướng công nữa đi Sở uyên bĩu môi Không gọi Thật sự không gọi hửm Đoàn bạch nguyệt cười có chút tà khí suy nghĩ trước hậu quả nha. Người... Này, tứ hỉ. Sở Uyên cười đẩy đẩy hắn, nhưng lại bị kéo chăn lên, trùm lên toàn bộ người và cơ thể của cả hai. Ngoài cửa, tứ hỉ công công cũng phủi phủi tay áo, vui mừng dạo dực trở về phòng ngủ. Lớn tuổi rồi, lại còn béo, thỉnh thoảng cũng sẽ không nghe được lời hoàng thượng sai bảo. Chuyện này thật sự không có cách nào. Sóng biển nhẹ nhẹ vỗ lên thân thuyền, làm thuyền khẽ khẳng lay động tựa như chiếc nôi, vỗ về mọi người nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Cẩn duỗi tắt lưng một cái. Quay đầu thấy Thẩm Thiên Phong vẫn còn đang ngủ, vì vậy kề sát vào cắn hắn một ngụm. Lạnh quậy, Thẩm Thiên Phong nhắm mắt lại, ôm hắn vào trong lòng. Nghe lời, ngủ tiếp một lúc nữa, ta còn phải đi hầm canh cho Hoàng thượng. Diệp Cẩn ngáp một cái. Thật sao? Thẩm Thiên Phong buông tay ra. Vậy đi đi, mất đi ôm ấp ấm áp của hắn dịp cốc chủ có chút phiền muộn suy nghĩ một chút lại cọ qua đem người ôm chặt ta ngủ tiếp một chút thẩm thiên phong cười không lo lắng cho hoàng thượng nữa sao lát nữa cũng không muộn dù sao ai kia cũng dâm đãng như vậy hơn nữa thân thể tráng kiện có bị thương đi nữa cũng sẽ không chịu yên tĩnh một chút nào đâu buổi trưa mới dậy cũng tính là còn sớm quả nhiên một lúc thật lâu sau Diệp Cẩn chậm rãi đi bộ tới phòng bếp, lại qua khoảng nửa canh giờ nữa. Đợi hầm canh xong, rồi tứ hỷ chạy tới phòng bếp truyền thiện, nói hoàng thượng và vương gia đã rời giường. Người nói thử xem, Diệp Cẩn vỗ đùi, đau lòng ôm đầu. Tứ hỷ cười nói, rất tốt. Tốt cái gì mà tốt, Diệp Cẩn giận dữ, múc hai bát canh hầm đưa cho tứ hỷ, lại tiếp tục sắc thuốc cho đoạn bạch nguyệt, bận rộn loay hoay trong bếp. Trước tiên cứ điều dưỡng tốt thân thể Rồi sau đó lại thiến Cũng được a à? Thần y ngồi trên một băng ghế nhỏ Vừa quạt lửa vừa chăm chú nghĩ ngợi Hết tập 54 Các bạn vừa được thưởng thức Tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược Tác giả Ngữ Tiếu Lan San Qua phần thể hiện của Sam Nếu yêu thích bộ truyện này Thì đừng quên nhấn like Và share video nhé nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện đam mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh sam audio xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo